hàng xe máy Tinh Đoàn xin gửi lời chào tất cả quý anh chị em cô dì chú bác xa gần nhá. Mọi người ơi, đến hẹn lại lên ngày hôm nay ngày 7 tháng 8 2020, cửa hàng xe máy Tinh Đoàn lại tiếp tục review những dòng xe đang có mặt tại cửa hàng để giới thiệu tới quý anh chị em bạn bè xa gần. Ai đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, nhanh tay xuống địa chỉ số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại liên hệ 0967424911 hoặc 0906308911 nha anh chị em các bạn. Cũng như mọi hôm không để anh chị em và bạn bè chờ lâu, ngày hôm nay em Hiền sẽ review những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng. Hôm nay thì đợt này là do thời tiết rất là thất thường luôn. Buổi trưa thì nắng nóng và buổi chiều thì mưa to. Nên là để tránh trường hợp như hôm qua là trời mưa to, em Hiền không review kịp để anh chị em bạn bè cùng xem. Ngày hôm nay em Hiền xin review sớm hơn mọi hôm một tí. Mong anh chị em bạn bè cùng xem và theo dõi và ủng hộ của em với em Hiền nhé. Vâng, tiếp tục những dòng xe ngày hôm nay đang có mặt tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn để phục vụ quý anh chị em bạn bè xa gần. Mọi người ơi, đầu tiên chắc hẳn là một chiếc xe được rất nhiều quý anh chị em bạn bè, từ người lớn đến người nhỏ tuổi và nam cũng nữ đều rất ưa chuộng, tại vì là cái xe này là dễ đi, dễ sử dụng, xe cái độ bền và chạy rất là ngon luôn, và đặc biệt một điều là rất giữ giá luôn, đó là một chiếc Footer màu đen kết hợp với màu đồng cực kỳ sang chảnh, hai gương rin theo xe luôn, bánh mâm thắng đĩa cao cấp từ anh chị các bạn. Xe này không dán keo, dàn ngoài chắc chắn không thể nào tránh khỏi được những đầy trước sơ sơ nhỏ nhỏ nhưng không đáng kể, 99% là đẹp. Em Hiền sẽ quay review thật kỹ để anh chị em bạn bè tham khảo nhé. Vâng ạ. Nếu mọi người trong quá trình quay cảm thấy chưa ok có thể liên hệ trực tiếp cho em Hiền để được tư vấn kỹ hơn nhá. Đây, lốc máy dàn chân cực kỳ đẹp và liên lạc, đặc biệt đầu nồi zin đét nha, đầu nồi zin đét bao zin luôn. Một chiếc xe đời 2014 nha. Footer FI phun trăng điện tử cao cấp 2014, bánh mâm thăng đĩa, đầu nồi zin, dàn chân ốc tán đẹp, tem cũng đẹp luôn, đặc biệt màu cũng cực kỳ sang chảnh luôn. Đây, dàn chân thì khỏi phải nói độ đẹp của nó nhá, phù hợp có bảo vệ inox luôn này. Đây, tem Footer này, đó, tem zin 125 in 3D luôn. Đó, đây là bánh mâm, biển số 61D1421117, một chiếc Footer cực kỳ đẹp, liên lạc từ đầu tới chân luôn. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán với giá đế quý anh chị các bạn, với giá cực kỳ sốc đây, 15.500.000 đồng. Vâng, 15.500.000 đồng khi khách hàng xa gần đã có một chiếc Footer FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa để đi rồi. Tất cả anh chị em bạn bè xem được clip của em nhớ like, chia sẻ và đăng ký, đặc biệt nếu ưng liền chốt đơn liền cho em Hiền nhé. Số tài khoản của em Hiền 25291769, ngân hàng ACB. Xin nhắc lại 25291769, 25291769, ngân hàng ACB Nguyễn Thanh Đoàn anh chị các bạn. Đó, một chiếc Footer quá đẹp, anh chị em bạn bè xem được like, cây con nào ngon chưa có đủ tiền cứ chốt đơn được đặt cọc trước em Hiền 1-2 triệu, em Hiền sẽ giữ xe trong vòng 1-2 tuần. Còn nếu anh chị em bạn bè đang ở các khu vực miền Trung, miền Bắc vui lòng chuyển khoản đủ em Hiền mới gửi xe, còn miền Tây và ở chỗ Bình Phước thì Long An thì có thể là đặt cọc trước 1-2 triệu em Hiền sẽ ship xe về nhá. Wow, chiếc xe quá đẹp luôn, đi bao nhiêu năm mà lốc máy còn đẹp cỡ này, đầu nồi zin đét luôn, ra ngoài có tay trước đôi tí lơ thơ. Em Hiền review ký mấy chỗ này là không dán keo, mình treo đồ không thể nào tránh khỏi được cái tay, nhưng nhìn tổng thể là 99% là đẹp rồi anh chị các bạn ơi. Mình cũng không thể nào mà bắt ép em nó đẹp quá được nữa, tại vì xe đã đi qua sử dụng rồi thì như thế này cũng được gọi là quá hoàn hảo rồi đúng không ạ? Cậu gặp điện thoại đi anh. Quá tuyệt vời và xuất sắc luôn, một chiếc Footer phải nói là siêu cọp ngày hôm nay, giá bán chỉ với 15.500.000 đồng thôi quý anh chị các bạn nhá. Và tiếp tục mọi người lại theo chân của em Hiền, cậu ơi con xe đây bán rồi nhá, mọi người lại tiếp tục theo chân của em Hiền nhá, gió mát trăng thanh thế này quay xe là đúng bài luôn rồi. Vâng, em Hiền lại review tới quý khách hàng xa gần một chiếc Novo 6 màu đen kết hợp với màu, cái này gọi là màu xám, bánh mâm thắng đĩa cực kỳ sang chảnh, toàn bộ tem zin đét theo xe, dàn chân ốc tán sáng và đặc biệt vô rất là nhiều inox luôn, 63B725880. Giá bán một chiếc Novo 6 đẹp cỡ này với giá đế quý anh chị em bạn bè chỉ với 16.800.000 đồng, một cái giá rất chi là rẻ luôn. Đó, máy em ru thì tầm, đèn còi chi nhan hoạt động tốt anh chị các bạn. Đây mình bật đèn thử cho mọi người cùng coi luôn.
Novo 6 màu đen xám kết hợp hai màu sang tránh liền lạc. Máy nổ êm thì thầm dàn chân óc tán sáng và chạy như xe điện. Không hú ý nhá. Giá bán 16.800.000 đồng. Tất cả anh chị em bạn bè mua xe tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn bên em có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và đặc biệt cho đổi miễn phí trong vòng 1 tuần. Anh chị em bạn bè cứ xuống đây thoải mái lựa chọn, mua con này không được mình mua con khác nhá. Thoải mái đi, không chờ là không có xe để về nhá. Đó, cái này phải mở khóa này, nhưng mà phải một tay mở tay vịn ra, nhưng mà tay em hiện đang quay không mở được. Xe thì đã nổ máy bao êm rồi. Đấy, mọi người xem kỹ giúp em Hiền nha. Hôm nay thời tiết đẹp không mưa nên là em Hiền quay kỹ cho mọi người xem á. Đó, đây này, logo Yamaha FE phun trang điện tử này. Đó, dàn áo ngoài là hầu như 99% không trầy. Nói chung đá xe cũ không thể nào tránh khỏi được những trầy xước sơ, nhưng mình nhìn tổng quát là đẹp nha mọi người. Đó, giá bán đúng 16.800.000 đồng. Bên em Hiền có hỗ trợ ship toàn quốc luôn. Đặc biệt các tỉnh miền Tây đặt cọc trước 1-2 triệu em Hiền ship xe về tận nhà. Đây, giá bán 16.800.000 nhá. Và đây có thể là nói là một chiếc xe rất chi là đẹp luôn của ngày hôm nay đấy ạ. Coi như là siêu phẩm luôn nhá. Một chiếc AB màu đen nhám nhanh chứ ông bạn. Hai gương zin theo xe luôn, FI phun xăng điện tử đây. Dàn chân óc tán sáng và đẹp luôn. Đó, biển đây. Lóc máy đẹp này. Biển số 68G152374. Một chiếc AB màu đen nhám ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn em Hiền sẽ bán với giá chỉ 31.500.000 đồng. Một cái giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ yêu thương. Đặc biệt chìa khóa thông minh cao cấp nha mọi người. Chìa khóa thông minh cao cấp. Một chiếc AB đời cuối 2018 này. Đó, chìa khóa thông minh luôn. Và xe chạy được 10.000 km. Em nói không với tua đồng hồ. Với giá bán để quý anh chị em và các bạn chỉ với 31.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xem xe ủng hộ em nhé. Và đặc biệt có rất nhiều quà tặng kèm theo luôn. Mua xe tặng nón báo hiếm hoặc áo mưa hoặc thẻ bảo hiểm y tế hoặc chai nhớt miễn phí nha. Đây, rất chi là tuyệt vời anh chị em bạn ạ. Đấy, có rất nhiều chương trình ưu đãi để phục vụ quý anh chị em bạn. Đặc biệt bên em có trao đổi luôn. Mọi người đi những cái xe lâu ngày không đi cũ nát qua đây, em Hiền hỗ trợ đổi xe những xe đẹp hơn nhá. 31.500.000 đồng. Chiếc xe không thể nào hoàn hảo hơn anh chị ông bà ạ. Đấy, mua mới 45, 46 có khi lên 48, 50 triệu. Bây giờ tại thời điểm này tại xe máy Thanh Đoàn chỉ với 31.500.000 đồng. Lưu ý giúp em là phiên bản đặc biệt cao cấp, chìa khóa thông minh rồi nha mọi người. Đó, bên em Hiền mua xe có hỗ trợ ship toàn quốc và đặc biệt là có hỗ trợ sang tên đối chủ luôn. Và đặc biệt một điều cơ bản nhất mà anh chị em bạn bè mua xe cũ nên tìm hiểu và mua những cửa hàng có uy tín. Ví dụ trong quá trình mua bán không thể nào tránh khỏi được những sai sót. Trường hợp mua phải xe giấy tờ giả hoặc xe trộm cắp, bên cửa hàng vẫn cho đổi lại và hoàn tiền 100% kể cả đi 5-10 năm rồi. Nên là mọi người rất chi là yên tâm nha mọi người. Còn mua ngoài đường, ngoài chợ có thể rẻ hơn 1, 2, 3, 4, 5 triệu. Nhưng ví dụ như mua xong rồi hết trách nhiệm, lỡ may gặp đụng xe tai nạn, xe trộm cướp, xe cướp giật gì đấy thì cũng không thể nào ai đền tiền cho mình nhá. Một chiếc Novo 6 còn riêng cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đảm bảo uy tín 100%. Anh chị em bạn bè mua xe 10 năm nếu có tranh chấp xuống đây đối em Hiền vẫn hoàn tiền 100% đúng như giá trị ban đầu mua nhá. Vâng, một chiếc Novo 6 màu đỏ kết hợp với màu đen cực kỳ sang chảnh, đẹp và liền lạc từ đầu tới chân, tem zin nguyên con. Xe này có thể nói là cực kỳ hot hit ngày hôm nay. Đấy, lúc nãy quay xe là trời rất chi làm đẹp luôn, bây giờ trời nắng to luôn em Hiền vẫn chịu khó quay. Cậu ơi lấy cho em cái nón với. Bây giờ phải lấy cái nón, cực kỳ nắng luôn. Nãy trời thời tiết đẹp lắm. Đây nha, xe vừa lấy về vừa đối xong. Một chiếc Novo này. Một chiếc Novo màu đỏ đen cực kỳ sang chảnh, đẹp liền lạc từ đầu đến chân luôn. Đó, biển số 59M173803. Để quý anh chị em và các bạn bao nhiêu đây chưa biết giá luôn. Cậu ơi cậu hỏi đoàn xe này mới đối bao nhiêu tiền đây? Phải đi hỏi anh Đoàn đẹp trai cái đá nha mọi người. Tại vì nãy là buổi trưa là em Hiền nghỉ mười mấy phút đó, nên là chồng ở nhà làm việc đối xe của một bác trai. Không biết xe này là bao nhiêu tiền đây, phải hỏi anh chồng đẹp trai đấy nha mọi người. 59M173803. Thôi thì chưa hỏi kịp, mình đi rà xe khác. Đang rất nhiều xe tại xe máy Thanh Đoàn để phục vụ quý anh chị em và các bạn nha. Vâng, không biết xe này là xe 60. Xe này xe gì đây? Xe này xe gì đây? Vâng, một chiếc lít anh chị em các bạn ơi. Xe này là đúng xe lít nhá. Nhưng mà xe này là dàn áo chắc bị trầy, khách thay sang xe SCR. Người ta xe SCR lên lít, còn đây chơi sang lít xuống SCR, chơi vậy ai chơi lại. Cái này là hai màu luôn.
Đó, xe dàn áo là chắc trầy trước rồi thay lại tùm lum màu đi. Mọi người thích mua thì về dán tùm lại hoặc là có thể sơn lại hơn con. Nếu anh chị em bạn bè cảm thấy xấu không mua thì để em Hiền sơn lại em mình bán sau vậy. Nhưng con xe này ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn em Hiền bán rẻ một chiếc lít cho quý anh chị em bạn 7.500.000 đồng thôi ạ. Một cái giá cực kỳ rẻ luôn. 54V43977. Và đây là xe lít nhá, xuống dàn áo SCR, chơi là chơi độc quyền với mọi người. Người ta là SCR lên lít, còn đây là chơi lít xuống SCR. Đây, dàn ngoài có đầy nhưng máy thì tầm như xe điện. Không có tiền mình mua đại con này đi, khói rộng rứa chi mệt. Dàn áo đầy đủ rồi, mặc áo đó áo hồng gì đều được hết nhá. Máy em ru thì tầm luôn, giá bán chỉ 7.500.000 đồng một chiếc lít của Honda. Em Hiền bao chảy bao tét. Nếu anh chị em bạn bè cảm thấy xấu chê thì dừng lại ở đây. Ngày mai em Hiền sơn lại đẹp sẽ bán giá khác cho mọi người nhé. Vâng, tiếp tục em Hiền review một chiếc Vision 61D1-94953. Một cái con số rất chi là khơi kỳ tí, 49 chưa qua, 53 tôi thôi kệ. Xe mua trực tiếp chú xe, chính chú ký giấy này về 2018 này. Đó, màu đó đô luôn, xe có trầy nghè một miếng đây này. Và đây dè một tí nữa nha. Còn lại dàn chân ốc tán sáng và đẹp. Đó, toàn bộ zin đét. Giá bán chỉ 20.800.000 đồng. Không đâu rẻ bằng xe máy Thanh Đoàn, em bao giá thị trường luôn. Đó, biến cái này hồ sơ anh chị em bạn bè thêm cho em 5-700.000. Em liền hỗ trợ rút hồ sơ sang tên luôn nha. Đây ốc tán này. Đó, xe cũ thì nó có trầy trước đôi tí không đáng kể. Đời 20.800.000 đồng. Chỉ có em Hiền mới bán giá đấy thôi nha anh chị ông bác. Rồi tiếp tục anh chị em các bạn lại tiếp tục theo chân của em Miền. Một chiếc 150 màu đỏ đen cực kỳ sang chảnh liền lạc. Một chiếc và tem zin theo xe, dàn chân ốc tán bảy màu 94F113227 với giá chỉ để quên trong bạn 22.800.000 đồng, không bớt đúng giá nhá. Tất cả các xe em Miền báo giá đây đúng giá 100%, không bớt. Mong anh chị em bạn bè xem xe được thông cảm giúp em Miền nha. Đây ạ. Rất chi là đẹp luôn chứ đừng nghĩ ôi xe gì mà có 20 mấy triệu chắc dở lắm, xin lỗi anh các bạn. Xe bao zin bao đẹp luôn. Một chiếc 150 không đâu rẻ bằng. Đang mùa dịch thế này hốt nhanh đi mọi người ơi, đợt sau là không có đâu. 22.800.000 đồng một chiếc 150. Nói giá ra nhiều người sốc luôn. Mua con 135 đã 20-21 triệu, viết trần 2018 mà bán 20.800 cũng chỉ có tại xe máy Thanh Đoàn mà thôi. Anh chị em bạn bè mua xe tại xe máy Thanh Đoàn rất nhiều chính sách bảo hành cho chạy thử test tứ toái mới, có quà tặng kèm theo, lại được gặp cô chú dễ thương xinh đẹp nữa, lại tiếp tục lại có những cái xe rất chi là chất lượng và rẻ luôn nha. Anh coi nhanh, có con màu trắng đen nữa đó. Dạ, cứ coi thoải mái đi. Anh Đoàn tư vấn góp liền cho anh cái. Bên em có hỗ trợ trả góp luôn anh chị bạn. Vâng, đây là một chiếc SH màu trắng cực kỳ sang chảnh đời 125, đăng ký cuối 2017 nha mọi người. Xe zin từ đầu tới chân nha mọi người. Biển số 73G122377. Để quý anh chị em và bạn 65 triệu đồng. 65 triệu đồng đã có một chiếc SH xịn sò để đi rồi, rất chi là rẻ và yêu thương luôn nhá. Tiếp tục anh chị em bạn bè lại theo chân của em Miền. Vâng, đây là một chiếc Sirius anh chị bạn ơi, RC màu trắng vàng đen hai màu, bánh mâm thắng đĩa, dàn chân cực kỳ đẹp và liền lạc đời 2016, chỉ với 11.500.000 đồng, 37H123721 nhá. Tất cả anh chị em bạn bè mua xe bên em có chạy thử test thử thoải mái trước khi lấy, không sợ treo đầu dê đán bán thịt chó. Đặc biệt xe nào zin em Miền nói zin là xe nào làm máy rồi em cũng nói sẽ nói luôn nhá. Đó, một chiếc biến 37H123721 này đã bán đây quý anh chị em và các bạn là 11.500.000 đồng, đời 2016 luôn. Hiện tại bây giờ là nắng lên rất là to luôn rồi nha mọi người, thì em liền xin phép review nhanh một tí. Ok, vâng, một chiếc Attila FI phun xăng điện tử cao cấp màu xanh này. Đó, dàn chân ốc tán cực kỳ đẹp và liền lạc luôn. Biến số của nó là bao nhiêu đây, 38D106843. Với giá để quý anh chị em bạn 8.500.000 đồng. Vâng, 8.500.000 đồng đã có một chiếc tay ga xịn sò phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng để đi rất chi là rẻ luôn. Đặc biệt cái cốp xe này cực kỳ rộng rãi nhé, cực kỳ đựng được nhiều đồ luôn. Đặc biệt dành cho những bạn gái nhé. Em mua xe gì em? Hôm qua có đăng bài cái Novo 5 biển số 75 á. Novo 6 chứ? 5. Novo 5 làm gì có biển 75, bao nhiêu tiền em? 12 năm. Màu gì ta? Màu trắng. Hả? Một trắng. Thế à? Còn. Rồi, để chị nói ông cầu từ đấy ra coi. Novo 5 bên còn rất là nhiều luôn, dẫn em nó sang nó coi đi, cầu được con nào lấy về. Đâu chị ơi?
Cậu ơi, cậu ơi, dẫn dẫn chị sang kho coi luôn đi. Bên đó còn nhiều lâm vân. Đây là Luvias đời cuối 2016 màu đỏ này, FI phun xăng điện tử cao cấp này, cặp phuộc hơi cực kỳ đẹp luôn, 60C2. Có nhiều màu lắm nhá, màu tím, màu đỏ, màu gì cũng có luôn. 39770 nha. Tất cả anh chị em bạn bè xuống mua xe bên em thoải mái lựa chọn đây. Ngoài một tiệm xe đây, em còn một kho đầy đủ các dòng xe để anh chị em bạn bè lựa chọn. Nên mọi người có xuống đây mua xe vui lòng hỏi giúp em là thích cái dòng xe gì để em biết em tham khảo nhá. Đôi khi nhìn qua qua không thấy đâu, tại vì trong kho còn rất là nhiều xe luôn. Màu bên em FI à? 60C2 39770, một chiếc Luvias GTX này. Đó, đời 2016, máy êm thì thầm như xe điện luôn. Giá bán đúng 14.500.000 đồng không bớt nhá. Mua xe em liền tặng nhất hoặc áo mưa hoặc nón. 14.500.000 đồng cho một chiếc xe phải nói là cực kỳ siêu phóng luôn nhá. Đây. Đây tiếp tục là một chiếc Lít này, đời 2011 này. Chống 3 giây tắt máy này, 11.000.000 bao hồ sơ gốc, xe đang rút hồ sơ nha chị em bạn. Đây này, đây là inox đồ này. Đó, rất nhiều nước vào xe này, cực kỳ đẹp và liền lạc luôn. Dàn chân nóc tán bay màu, nước sơn zin đét luôn. Đó, đằng trên này này, giá bán chỉ với 11.000.000 đồng. 11.000.000 đồng một chiếc Lít hồ sơ cầm tay theo xe luôn. Đó, mọi người về chỉ mất tầm 500-700 ngàn, ra tên đối chủ là ra tên mình thôi. Và đây hai chiếc xe, hai số phần em này đã bán, đã đặt cọc rồi. Con xe này thì vừa về ngày hôm nay xong. Một chiếc xe màu trắng sữa mới chạy đúng 5.000 km và vô một cái đèn led cực kỳ sang chảnh, nhìn vô cái sáng bóng luôn. Đây ốc tán này cực kỳ đẹp và liền lạc, một chiếc xe phải nói là xuất sắc ngày hôm nay nhanh chị ông bạn. Để mình quay kỹ chi tiết, nước sơn zin đét chưa sơn chưa giảm này, dàn chân nóc tán vô rất nhiều inox thuộc cả đây, ốc này, ốc còn mới cứng nha, xe vừa lấy về chưa rửa mà ốc đẹp cỡ đấy đây nha mọi người. Một chiếc dàn nó chạy đúng 5.000 cây, 76G133877 để quý anh chị em và các bạn. Đúng bao nhiêu? 19.000.000 đồng, chìa khóa thường nhưng mà có chống trộm đầy đủ, bấm tít một cái này, đúng 5.000 cây nhưng mà tiền nào có đó, 15-16 triệu cũng có ra nước đi. Và chiếc xe này phải nói là cực kỳ siêu cọp, em liền bán để quý anh chị em và các bạn 19.000.000 đồng. Vâng, đây là cọp con ở đây, mới thực sự là cọp mẹ nha chị các bạn. Một chiếc Janus đăng ký 2020, phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng Janus màu đen nhám đặc biệt. Đây là tem zin treo xe chữ Janus nối này. Đó, một chiếc xe dán keo nguyên con, em hiện vừa lột luôn. Một chiếc xe mà không thể nào để tìm ra chiếc thứ hai, không khác gì một chiếc xe mới. Vâng, em hiện review từ từ chi tiết. Đăng ký đúng 2020, tháng 4, tháng 5, 2020. Ngày hôm nay là bao nhiêu? Vâng, mới tháng 8 thôi, đầu tháng 8 xe mới chạy được 4, 5 tháng đưa ra bán luôn. 69F1, 57058. Anh chị em bạn bè mua một chiếc xe Janus chìa khóa thông minh, vô nhiều inox dán keo nguyên con, giấy tờ mua bán xong xuôi. Vậy dao động từ bao nhiêu ạ? Vâng, phải dao động tầm khoảng 32-34 triệu. Và ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, em Hiền sẽ bán một chiếc Janus 2020, hai cặp gương zin còn nằm ở đây nha mọi người. Số báo hành, giấy tờ này, đó, cực kỳ siêu phẩm luôn. Giá chỉ có 22.500.000 đồng. Mọi người không mua bỏ lỡ thì tiếc bùi ùi luôn. 5.000 cây đời cuối gần 2020, tháng 4, tháng 5, 2020 là giữa 2020. Xe mới đi được mấy tháng luôn. Hai gương zin đeo xe và đặc biệt phiên bản đặc biệt đen nhám. Mẫu này là tem zin đeo xe, vô rất là nhiều inox luôn. 69F1 57058, giá bán 22.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè tiết kiệm được trên 10.000.000 đồng, một cái giá quá hời luôn ạ. Không mua thì biết mua xe gì nữa, rất chi là tuyệt vời luôn. Vâng, đây còn một giấy xe, rất nhiều dòng xe để phục vụ anh chị em và bạn. Nếu mọi người đang quan tâm dòng xe nào thì nhanh tay xuống xe máy Thanh Đoàn bên em nhé. Vâng, một chiếc Vision biển số 36K5 21742. Đấy, dàn chân ốc tán cực kỳ đẹp luôn nhá. Đời cuối 2019 luôn. Biển số chạy được 15.901 km, chìa khóa thông minh cao cấp, giá bán để quý anh chị bạn 26.000.000 đồng. Xe này lên cặp và đồng hồ cực kỳ chất luôn nhé. Cái này là đèn, cặp đèn, đèn led cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây đèn led này. Đó, đèn led SH đấy mọi người. Rất đẹp luôn, xuất sắc luôn. Giá bán 26.000.000 đồng nha chị bạn. Và đây lại là những chiếc xe vừa về ngày hôm nay. Một chiếc AB biển số 61 đời cuối 2018 đầu 2019 luôn này. Màu đen nhám phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng Vision, với giá bán đúng 33.000.000 đồng bao hồ sơ gốc luôn. 61D19449 nha.
bao hồ sơ khóc luôn anh chị các bạn, một chiếc xe không khác gì chiếc xe mới, phiên bản đặc biệt màu đen nhám cao cấp 33 triệu đồng, bao hồ sơ khóc luôn. Đây là Vision 83P291272 màu đen nhám, để quý anh chị em và các bạn 22 triệu 800 ngàn đồng. Và đây là một chiếc 850. Anh ơi, con này bao nhiêu tiền anh Đoàn ơi? Vâng, một ẹc màu xanh vừa về ngày hôm nay, quá đẹp luôn, 73E139316 nha. Xe chạy mấy ngàn đấy? Vâng, một chiếc ẹc mới chạy được 3.000 km thôi nha. 3.000 km cho một chiếc ẹc 850 màu xanh đen cực kỳ sang chảnh, đẹp không thì biết, mua mới 52-53 triệu, bây giờ giảm giá còn 48-50. Ngày hôm nay em Hiền bán con xe 2019 này mới chạy 3.000 km để quý anh chị em và các bạn với giá 34 triệu đồng, rất chi là rẻ, rất chi là tuyệt vời luôn nha. Ai không mua xin đừng nói lời cay đắng. Đây là cặp cánh chi tiết xe vừa lấy về chưa rửa mà đẹp ở đấy rồi mọi người, quá xuất sắc, quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Rất nhiều xe nữa nhá, rất nhiều xe đang chờ anh chị em bạn bè lựa chọn. Nhanh tay nhanh lên tên ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cũng như ủng hộ em Miền với sự nhiệt tình tuyệt vời của em Miền, đúng anh chị các bạn. Mọi người nhanh tay xuống cửa hàng xe tay máy Thanh Đoàn ủng hộ em nhá. 465 Nguyễn Đức Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Điện thoại 0967424911. Hiện tại sáng giờ em Miền đã chốt được 9 chiếc xe rồi. Gửi lời cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn đồng hành ủng hộ. Và mọi người có thể thấy xa xa bên kia vẫn là tấp nập khách mua xe đang chờ để em Miền đây đang xem xe và mua xe nha mọi người. Đó, mọi người đang cần quan tâm dòng xe nào thì nhớ liên hệ nhanh tay cho em Miền để được những chiếc xe cực đẹp nha. Anh Đoàn ơi, con ăn cân quay này bao nhiêu tiền? Xe gì đây? Honda 215. Vâng, em Hiền đang review một chiếc Sirius màu xanh trắng GP cực kỳ đẹp và liên lạc bánh mâm thắng đĩa luôn. Đó, FI luôn nha. Đó, đời 2016, biển số 79H139838 nha. Màu xanh GP, xe vừa lấy về chưa kịp rửa luôn nha anh chị các bạn. Nước sơn zin đét này, bánh mâm luôn nha. Đây, đây giá bán của con Sirius FI này để quý anh chị em và các bạn bao nhiêu đây, 10.800.000 đồng cho một chiếc Sirius FI màu trắng xanh GP và mâm GP luôn nhá, 10.800.000 đồng ạ. Vâng, đây là một chiếc Novo Yamaha 93P203700, giá bán 3.200.000 đồng, máy em chạy vọt chạy khỏe nhá, nằm trong góc máy em lắm. Rồi đây là tổng thể những chiếc xe ngày hôm nay đang có mặt tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Một lần nữa gửi lời cảm ơn và chúc tất cả quý anh chị em bạn bè luôn bình an và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhá. Và mọi người đang có quan tâm dòng xe nào thì nhớ xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em nhá. Và xem được kênh thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký giúp em với ạ. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị em bạn rất là nhiều nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhá.